Rồi, chào mấy em. Hôm nay mình lại tiếp tục giải đề nữa nha. Đây là giải đề thi tuyển sinh là đề số 12 được chưa? Đề số 12. Ôn tuyển sinh 10 nha. Đây là đề của Nghệ An. Câu 1. Cho biểu thức A bằng đây căn x trên cho căn của x trừ 1 đúng không, trừ cho 2 trên cho căn x cộng 1 trừ cho 2 phần x trừ 1. Đây này, đây là cái mẫu chung mà tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức là ý 1. Tìm điều kiện xác định, vậy điều kiện xác định là gì? X phải lớn bằng 0 nè. Rồi, x phải khác 1 đúng không? Đó. Rút gọn biểu thức. Rồi giờ mình đi rút gọn nha. A sẽ bằng quy đồng lên luôn nè, là căn x nè nhân cho căn x cộng 1 đúng không? Trừ cho 2 nhân cho căn x trừ 1. Đó. Rồi trừ cho 2. Giờ cái mẫu chung nó là cái gì? Nó là căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 1 rồi. Đó. Vậy A sẽ bằng, giờ mình nhân và mình rút gọn thôi. X cộng cho căn x trừ cho 2 căn x cộng cho 2 trừ cho 2 trên cho căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 1, được chưa? Vậy là A bằng, đây x trừ cho căn x đó trên cho căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 1. Rồi đến đây mình rút gọn tiếp, đặt căn x ra ngoài là còn căn x trừ 1 đúng không? Vậy là kết quả cuối cùng là căn x trên cho gì? Trên cho căn x cộng 1 đó. Rồi ý số 2, tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 9. Rồi đơn giản, A bằng 3 trên cho 3 cộng 1 là bằng 3 phần 4. Thay vào luôn nha. Câu số 3 này, tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện xác định. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B với B bằng A là căn x trên cho căn x cộng 1 đúng không? Căn x trên cho căn x cộng 1 nhân cho x trừ 1. Nhân cho x trừ 1 nha. Rồi nhân cho x trừ 1 được chưa? X trừ 1. Rồi giờ mình sẽ đi rút gọn thôi. Căn x nhân cho căn x trừ 1 đó, rút gọn, phân tích này là hàng đẳng thức này, rồi đi rút gọn bằng cho x nhân x trừ gì, x trừ căn x đúng không? Đó, rồi hãy tìm giá trị của biểu thức B với, giờ người ta kêu tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B. Thì các bạn sẽ làm ra hàng đẳng thức nha. Đưa nó về cái hàng đẳng thức là căn x tất cả bình là x này nè, trừ cho 2 nhân cho 1 phần 2 căn x đó. Vậy là mình phải cộng cho gì? Cộng cho 1 phần 4. Cộng cho 1 phần 4 phải trừ đi 1 phần 4 ra nè. Đó, để nó quay về cái ban đầu. Bằng căn x trừ 1 phần 2 tất cả bình trừ cho 1 phần 4 thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 1 phần 4 đúng không? Tại cái này lớn hơn hoặc bằng 0. Đó, vậy giá trị của B, đó, B min là bằng 1 trừ 1 phần 4 khi nào? Khi x bằng bằng 1 phần 4. Đó, khi cái biểu thức này bằng 0, mà biểu thức này bằng 0 là căn x bằng 1 phần 2, là x bằng 1 phần 4, được chưa? Rồi, giờ mình qua câu bài 2. Câu 2 nha.
Câu 2. Cho phương trình bậc 2 sau với tham số m. Rồi. Đây cái phương trình là x bình trừ m cộng 1x cộng cho 2m trừ 2 bằng 0. Đó. Giải phương trình 1 khi m bằng 2. Rồi. Ý 1 này. Thay m bằng 2 vào 1 đó, 1 người ta cho nè. Người ta đặt cái phương trình này là 1 đấy, được chưa? Ta có gì? X bình trừ cho trừ 3 đúng không? Trừ 3x, 2 nhân 3 là 6, 6 trừ 2 là 4, cộng cho 4 bằng 0. Vậy đến đây mình phân tích ra x bình trừ cho cộng cho x trừ cho 4. Rồi thì các bạn thử phân tích ra đúng không? Nhưng mà phân tích là mình thấy nó sẽ là không ra được, tại vì đây nè, mình sẽ xét delta nha, xét delta đó bằng b bình là 9 này trừ cho 4ac là 4 nhân 4 đúng không? Vậy là delta là bằng trừ trừ 7 đúng chưa? Bé hơn 0 đó, delta suy ra delta bé hơn 0 đó. Vậy phương trình vô nghĩa đúng không? Phương trình vô nghĩa đó, được chưa? Đó. À, m bằng 2 hả? À? M bằng 2, hình như anh thấy nhầm. Đây đúng không? 2 nhân 2 là 4, 4 chứ 2 là bằng 2 đây chứ. Đây là 2 này. Rồi. Đây nhầm nha. Rồi. Vậy mình giải lại nè. Đến đây thì mình tách được x bình trừ x trừ cho 2x cộng 2 bằng 0. Vậy tương đương. Đặt x ra ngoài là còn x trừ 1 này. Trừ 2 ra ngoài là còn x trừ 1 này. Bằng 0. Vậy tương đương là x trừ 2 nhân cho x trừ 1 bằng 0. Vậy là x sẽ bằng 2 và x bằng hoặc x bằng 1. Rồi ta kết luận nha. Vậy x bằng 2 hoặc x bằng 1 là nghiệm của phương trình khi m bằng 2 đó. Còn ví dụ như mà nếu mà thế vào đúng không? Mà các bạn xét delta mà nó bé hơn 0 thì mình kết luận nó vô nghiệm đó. Nhìn thấy là anh thấy nhầm. Rồi. Còn giờ mình qua bài ý 2 này. Tìm các giá trị của tham số m để x bằng 2 là một nghiệm của phương trình 1. Rồi. Câu này đơn giản đúng không? Mình chỉ cần thay x bằng trừ 2 vào 1. Đó, ta có cái gì? Trừ 2 tất cả bình này. Trừ cho m cộng 1 nhân cho trừ 2 đúng không? Cộng cho 2m trừ 2 bằng 0. Tương đương 4 trừ đi 4 cộng cho 2m cộng cho 2 cộng cho 2m trừ đi 2 bằng 0. Đó, vậy tương đương là 4m sẽ bằng trừ 4. Vậy tương đương là m bằng trừ 1. Rồi. Đó. Rồi, xong câu. Rồi, ta kết luận về m bằng trừ 1 thì phương trình có một nghiệm là sẽ có nghiệm là x bằng trừ 2, được chưa? Rồi, qua câu số 3 nha. Qua câu số 3. Câu 3. Câu 3 là câu bài toán là giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình đó. Hai người cùng làm một công việc thì sau 4 giờ 30 phút họ làm xong, đúng không? Đó. Hai người làm chung. Đó. Đây là hai người làm chung ha. Hai người làm chung thì là 4 giờ 30 phút xong. Còn nếu mà đây là ông hình tam giác đây ha. Tam giác đây. Đó. Ông Squid Game được chưa? Rồi.
Nếu một mình người thứ nhất làm trong 4 giờ, đây, ông thứ nhất là ông tam giác nè, làm trong 4 giờ. 4 giờ cộng với cái ông thứ hai làm trong bao nhiêu? Làm trong 3 giờ. Đó, làm trong 3 giờ thì là được 75% công việc. Đó. Rồi, tiếp theo. Người ta hỏi là gì? Nếu mỗi người làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc? Đó. Biết rằng năng suất là không đổi được chưa? Rồi, vậy đến đây anh sẽ đặt x là thời gian, xi là thời gian người một, người đầu tiên á, và người thứ hai, và người thứ hai làm riêng nhá, làm riêng xong công việc. Đó, được chưa? Vậy thì mình sẽ có là rồi vậy ta có là trong 1 giờ đó, thì người thứ nhất làm được, một phần ít đó, công việc đúng không? Công việc đấy. Rồi ví dụ như làm 4 giờ đi, 4 giờ mới xong công việc đúng không? Anh ví dụ nhé. Thì 1/4 đấy, làm được 1 giờ thì 1/4 rồi. Trong 1 giờ người thứ hai làm được 1 phần y công việc. Nói chung là cái đơn vị này thì không không phải là chuẩn đâu nha mấy em. Ghi vậy để các bạn dễ hiểu thôi. Rồi vậy ta có cái gì? Vậy theo đề bài đúng không? Theo đề bài. À, đơn vị của xi là số giờ nha mấy em. Là giờ đấy. Đơn vị là giờ. Được không? Giờ. Rồi. Vậy thì theo đề bài ta có hai người cùng làm là 4,5 giờ trên cho x đó, cộng cho 4,5 giờ trên cho y thì sẽ hoàn thành công việc. Đấy, hoàn thành công việc là nó tròn là 100%, là bằng 1 đúng không? Còn mà khi người thứ nhất làm được 4 giờ đấy, còn người thứ hai làm được 3 giờ 3y thì chỉ được 75%, tức là 3/4 công việc thôi. Đó, rồi đến đây. Đó, ta đặt đặt A bằng 1 phần x, B bằng 1 phần y, với x y lớn hơn 0 là chắc chắn rồi. Thì ta có cái gì? Đấy, 4,5 A cộng cho 4,5 B bằng 1. 4A cộng 3B bằng bằng 3/4. Rồi các bạn sẽ giải ra tìm được A và B là bằng. Rồi, A sẽ bằng 1/12 và B bằng bao nhiêu? 5/36. 5/36. Đó. Rồi có A và B thì các bạn suy ra xi thôi đúng không? Suy ra x bằng 12, còn y là bằng 36/5 đó. Là bằng 7,2. Rồi. Giờ, đơn vị là giờ hết, được chưa? Rồi, đó, vậy là mình giải ra x và y rồi. Là số giờ người ta làm riêng đó, xong công việc, được chưa? Rồi, qua câu hình nữa nha. Qua câu hình học. Rồi thì mình có cái sẽ đề như sau nha, cho nửa đường tròn bán kính AB. Đó, đường tròn tâm O, rồi lấy một điểm H cố định trên AO. Vẽ qua H vẽ đường thẳng vuông góc với gì? Vuông góc với AO. Đó, được chưa? Rồi. Có gì nữa?
cái đường tròn tại tại C. Rồi lấy một điểm D tùy ý trên cạnh CB đó, qua D thì mình vẽ cái tiếp tuyến thì nó cắt cái đường HC tại E đó. Rồi giờ người ta kêu A và Y là giao điểm của AD và CH đó. Giờ người ta kêu là chứng minh tứ giác HD HBD DI là nội tiếp. Rồi thì câu này là rất là dễ đúng không? Đây, câu này làm đơn giản thôi, được chưa? Câu 4 hình nè. À đúng không? Câu 4 hình. À, mình có góc góc H góc IHB bằng góc ADB bằng 90 độ. À, tại sao này bằng 90 độ? Tại vì nó chắn nửa đường tròn. Chắn nửa đường tròn tâm mô bán kính R, bán kính AB đó, được chưa? Hay là R đi. Rồi. Vậy thì mà hai góc này là hai góc đối nhau nữa. Đối nhau. Đấy, mà tổng của hai góc đối nhau bằng 180 độ thì suy ra là tứ giác IHBD nội tiếp. À, nội tiếp. À, như câu này dễ, anh chỉ gợi ý hai gợi ý để các bạn nhìn ra thôi, rồi các bạn tự trình bày vào. Rồi, giờ mình qua ý số 2, chứng minh tam giác DEI là tam giác cân. Đó. DEI là ý số 2, câu B. Chứng minh tam giác DEI là tam giác cân. Rồi. Thì các bạn nhìn nha. Ở câu 1 nè, từ câu 1 ta có phải góc DB DBA hay là DBH đi sẽ bằng cái góc EID không? Tại vì sao? À, tổng hai góc góc B trong này nè, góc DBH này nè cộng với góc DIH bằng 180, mà cái góc DIH nó cộng với cái góc ngoài đấy cũng bằng 180 đúng không? Nói chung là cái này là cái tính chất của tứ giác ngoại tứ giác nội tiếp này đó. Rồi, à, cái này thì các bạn hiểu nha. Nên là suy ra. À rồi, mình để đây điều số sao đi ha. Rồi, mình lại có cái góc EDA đúng không? Góc EDA là tạo bởi cái gì? Tạo bởi tiếp tuyến. À, lại có góc EDA là góc tạo bởi tiếp tuyến đó, và dây cung AD đó, nên góc EDA nó sẽ bằng góc DBA. Tại vì sao? Tại vì góc DBA cũng chắn cái cung AD, mà theo tính chất tiếp tuyến và dây cung đúng không? Thì góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung sẽ bằng cái góc mà chắn với cái dây cung, cái cung đó. Rồi, cái này là ý số 2. À, 2 sao đi ha. Rồi, vậy từ 1 và 2 sao, mình có phải mình suy ra góc EID bằng góc EDI không? Đấy, rồi từ đây, vậy tam giác EDI cân tại E đó, được chưa? Rồi giờ mình chuyển qua câu C để coi câu C là gì nào. Gọi F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD. Rồi, tam giác ICD đây. Đó, giờ mình tô màu lên cho nó đi. Đó. Màu xanh nhạt nhòa nha.
À, cho màu xanh nhạt nhòa đi, được không? Đó, màu xanh nhạt nhòa. Rồi, giờ anh sẽ vẽ cái gì? Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác thì nó là cái gì? Nó là giao điểm của ba đường gì? Trung trực, đúng không? Đó, mình chỉ cần giao điểm của hai đường thôi, được chưa? Rồi, đây, đường trung trực của CD đây. Đường trung trực của ID đây, đó, phóng to ra các bạn nhìn này. Rồi, giao điểm của nó sẽ là điểm F, à, người ta kêu mà, người ta kêu đây là F này. Rồi, giờ mình sẽ bỏ những cái đường này đi ha. Bỏ đi. Rồi, giờ mình vẽ những cái đoạn thẳng này lại. Vẽ cho vui thôi. Đó. Rồi, giờ mình sẽ có F là tâm đường tròn ngoại tiếp. Đây. Đó, mình nối với đại một điểm thôi là nó sẽ ngoại tiếp rồi. Rồi, tiếp theo nha. Giờ người ta kêu làm gì? Gọi F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, chứng minh góc ADF có số đo không đổi. Đây. Giờ anh nối cái đoạn DF này lại. ADF có số đo không đổi, được chưa? Rồi. Vậy thì giờ nè, cái góc ADF này nè, anh sẽ vẽ cái góc đó ra. Đó. Đây, được chưa? Và giờ anh sẽ di chuyển cái điểm D nè, người ta bảo nè, di khi D thay đổi trên cung BC thì cái gì? Thì cái góc ABF không đổi đây. Đấy, và khi mà nó di chuyển trên cung BD thì có cái góc F này, cái điểm F này nó chạy trên cái đường thẳng BC. Đó, anh làm dấu đó, anh làm dấu khi nó chạy qua, được chưa? Rồi. Đó. Đấy, khi mình kéo đó nó sẽ chạy trên cái đường thẳng BC này. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi chứng minh thôi, đúng không? Mình đi chứng minh. Rồi. Câu C. Đấy, các bạn nhìn nhé. Ta có góc gì? Ta có góc C F C F I C F I bằng bằng góc CDI CD I đó. Chia cho hai đúng không? Thì bằng góc CD. Rồi, tại vì F là tâm của đường tròn ngoại tiếp mà cái góc ở tâm là góc CFI đúng không? Sẽ gấp hai lần cái góc chánh cái cung CI, được chưa? Nằm trên đường tròn. À, mà cái góc CDI này nè, nó bằng góc nào? Nó bằng cái góc là gì? CDI nhé, nó luôn bằng cái góc nào? CBA đúng không? Tại vì nó cùng chánh gì? Cùng chánh cung CA, được chưa? Cùng chánh cung CA, đó. Cùng chánh CA. Cái góc này là hay còn gọi là góc CDA này. Rồi. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là mình gọi là vì đường tròn tâm F á, bán kính là FD đi ha. Đó. Đường tròn tâm F có bán kính là FD. Rồi. Rồi mình lại có tiếp nha mấy em, là do F là tâm đường tròn đúng không? Nên là ngoại tiếp CDI ấy, nên là đây do F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CID nên nên là cái góc ICF á, góc ICF nó sẽ bằng 180 độ này trừ cho cái góc CFI đúng không? Chia cho hai, được chưa? 180 độ, đó là tổng ba góc CFI, tổng ba góc trong tam giác trừ cái góc C CFI đó, chia cho hai. Rồi,
Rồi, đến đây bằng 90 độ trừ góc CFI. CFI chia cho 2. Đó. Mà nãy anh lập luận ở trên đây rồi, góc CFI này thì bằng góc CDI, mà CDI lại bằng góc CBA, đúng không? Rồi. Vậy từ cái điều anh đặt đây là điều 153 ha. Đó. Lại có từ 153 suy ra là cái góc ICF này á sẽ bằng 90 độ. Đây nè, góc ICF à. Góc ICF là cái góc này nè. Đó, sẽ bằng 90 độ đúng không? 90 độ trừ đi cái góc nào? Trừ đi cái góc CBA, à, CBA được chưa? CBA đó. Thì nó bằng cái góc nào? Thì nó bằng cái góc HCB đúng không? HCB đúng không? HCB được chưa? Góc CFI, góc ICB đó. ICB sẽ bằng góc HCB đúng chưa? Bằng góc HCB. Rồi. Mình lại có cái gì? Vì D nằm trên cung BC. Đấy, nên cái tia mà CF trùng với gì? Trùng với CB cố định đó. Rồi. Vì thế góc ABF có số đo không đổi. Không đổi được chưa? Đó, tại vì nó trùng mà. Đó. Góc ICF này nè, góc ICF. Đấy, thì nó bằng 90 độ trừ góc CBA đó. Mà mình vừa lập luận là tại sao nó bằng, tại vì góc CBA là bằng góc CFI chia 2 đúng chưa? Nên mình thay vô. Mà cái góc ICF này nè, ICF nó lại cũng lại bằng cái góc HCB luôn. Đấy, nên suy ra này. Đấy, nên suy ra cái CF này này nó trùng với CB được chưa? Đó. Còn thực ra là Y gọi nói Y hay F, nói gọi Y hay gọi H đó, thì nó như nhau. Tại vì Y với H cùng thuộc một đường thẳng. Đây, Y H thuộc cái đường nào? Thuộc HC đúng không? Đấy, nên là gọi Y hay H thì cũng như nhau thôi. Còn quan trọng là mình phải hiểu là CF này nè với CB nó trùng nhau. Đấy, nên là cái số đo của cái góc ABF nó không đổi được chưa? Đó, đó là xong cái câu cụ hình. Rồi. Đây. À, anh di chuyển đây. Đó. Cái góc nó luôn nằm trên cái quặng CB thôi nên nó không đổi được chưa? Đó. Rồi, vậy là kết thúc cái đề ngày hôm nay. Mấy bạn về ôn và làm lại nha. Rồi, chào mấy bạn.